Vụ án bản Sonata Ánh Trăng, một vụ án đầy thảm khốc nhưng cũng lại đầy bi thương phần 1. Bộ truyện Detective Conan với những vụ án đầy gay cấn và hóc búa. Trong số hàng trăm vụ án diễn ra, cũng đã không ít vụ án đã để lại ấn tượng lớn trong lòng độc giả. Và trong số đó, vụ án bản Sonata Ánh Trăng cũng không ngoại lệ. Hãy cùng tìm hiểu lại về vụ án này nhé. 1. Mở đầu. Bắt đầu với phân cảnh Mori cùng cô con gái Ran và Conan đang trên đường đến hòn đảo Tsukikage vì một lá thư được gửi đến văn phòng của ông. Trên thư viết rằng, vào đêm trăng tròn, tới tại đảo Tsukikage, bóng đêm lại bắt đầu biến mất, mời ngài đến điều tra Asokeji. Và thậm chí người gửi lá thư còn gọi điện thoại và nói rằng ông nhất định phải đến. Khi đặt chân đến nơi, Mori đã đến trụ sở nông thôn để hỏi về người tên Asokeji nhưng lại nhận được sự thật động trời rằng ông ta đã chết cách đây hơn 10 năm trước. Được biết rằng ông Aso là một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng, vào đêm trăng tròn, ông đã đâm chết vợ con mình và tự sát bằng cách chơi đàn trong biển lửa. Bài hát ông chơi chính là bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven. Và rồi họ đã gặp gỡ Asai Narumiko, gái bác sĩ hiện đang làm việc tại đảo. Và khi đến nhà văn hóa của thôn, Mori và hai đứa đã nhìn thấy chiếc dương cầm nên đã hiếu kỳ sờ vào nhưng lại bị ngăn lại. Vì người trên đảo cho rằng đây là chiếc đàn bị nguyền rủa. Chiếc đàn này đã được ông Aso chơi trước đây và ông trưởng thôn cũng đã chết vì bệnh tim ngay chỗ cây đàn này. Và cũng ngay vào đêm trăng tròn và bài nhạc ông đàn trước khi chết cũng chính là bản Sonata Ánh Trăng. Conan cũng nghịch ngợm đàn mấy phím nhưng chiếc đàn hoàn toàn bình thường. Trong giờ diễn ra lễ dỗ thì Conan vẫn luôn suy nghĩ về lá thư. Và rồi bản nhạc quen thuộc lại vang lên và án mạng đã chính thức xảy ra. 2. Vụ án. Người chết là ông Kawashima, một trong ba người được đề cử chức trưởng thôn. Được xác nhận chết do đuối nước và vị trí của ông khi chết là ngay cạnh chiếc đàn. Và Conan đã nói với Mori về nước biển có mặt trong căn phòng và đoán thủ phạm vẫn còn ở đây là có nguy cơ cao là một người đàn ông. Trên đàn thậm chí còn có một tờ giấy viết bản nhạc được đặt lên. Và mọi người quyết định sẽ dừng lại tại đây và sáng mai sẽ giải quyết. Nhưng rồi Conan nhận ra rằng vụ án sẽ còn tiếp tục diễn ra và đã nói điều này với Mori. Và rồi ba người quyết định sẽ ngủ lại đó cùng với Narumi. Cho đến khi rạng sáng thì cảnh sát đã đến và bắt đầu việc tra hỏi. Khi họ đang đợi thì tiếng nhạc ấy lại một lần nữa được bật lên thông báo cho vụ án vẫn còn tiếp tục. Người chết lần này là ông Kuroiwa, cũng là người được đề cử chức trưởng thôn. Vì không có đội khám nghiệm tử thi nên Narumi đã giúp họ và cho biết rằng ông ta mới chết cách đây ít phút. Và dưới ghế của nạn nhân lại xuất hiện một bản nhạc. Và rồi sự nghi ngờ lẫn nhau bắt đầu diễn ra, đồng thời lúc đó Conan cũng đã hiểu ra được ý nghĩa gửi đến qua bản nhạc. Và người ta cho rằng Asokeji vẫn còn sống. Nhưng ông bác bảo vệ lại không đồng tình điều đó. Ông bắt đầu kể về vụ hỏa hoạn 12 năm trước. Và nói rằng đã tìm thấy xác và một chiếc két sắt chịu lửa chứa bản nhạc bên trong. Meguze lập tức yêu cầu ông đi lấy và Conan cũng chạy theo sau. Ông bắt đầu trò chuyện với Conan và kể nhiều hơn về vụ năm ấy và nói về mọi người. Bác bảo vệ bắt đầu tìm kiếm nhưng lại quá mất thời gian. Ran chạy đến thông báo với Conan rằng sáng tìm cũng được vì mọi người đã về hết rồi. Conan phát hiện một người đã đến gần chiếc đàn và có người bị thương. Nhưng khi nghe thấy tiếng hét của Ran thì vội vàng chạy đến và phát hiện rằng ông Nishimoto đã treo cổ chết và lại có một bản nhạc dưới chân.